Xin chào cả nhà, em là Lệ, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến quý chị một siêu phẩm ở phân khúc D SUV gầm cao 7 chỗ. Đó là chiếc Mazda C8. Bên cạnh em đây là chiếc Mazda C8 phiên bản Premium một cầu nha quý chị. Thì con này hiện tại có giá niêm yết trên thị trường là 1 tỷ 024 triệu. Và nó đang có kích thước là rộng nhất, lớn nhất phân khúc. Đặc biệt về những tính năng công nghệ hỗ trợ cho chiếc xe này là vô cùng hiện đại và hỗ trợ cho người dùng rất là nhiều trong quá trình mình sử dụng. Thì em sẽ mời quý anh chị cùng em tìm hiểu về những tính năng trên chiếc xe này nha quý anh chị. Như quý anh chị thấy, về phần đầu xe được thiết kế nhìn rất là hiện đại. Đặc biệt là xe sẽ được thiết kế lưới tản nhiệt hình lục giác với những cái phần mạc chrome to bản nối liền giữa cụm điện pha cho chiếc xe mình có cảm giác liền mạch, và nó tạo ra cảm giác cho chiếc xe mình nó hầm hố hơn. Đèn pha của xe là đèn pha full led và nó sẽ có đèn led chạy ban ngày nhé. Đấy, ngoài ra thì xe cũng được trang bị cho quý anh chị là đèn sương mù ở phía dưới. Đối với phiên bản cao cấp này thì xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 4 cảm biến giúp cho người lái có thể phát hiện được vật cản khi mà mình di chuyển. Đặc biệt xe sẽ có camera 360 độ và sẽ có camera trước để cho mình quan sát. Và đối với phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có cái tính năng phanh chủ động, tức là khi có vật thể vật cản di chuyển cắt ngang, nếu mà người lái không chủ động ra phanh thì xe sẽ chủ động phanh cho mình. Đây là một cái tính năng rất là hay và chỉ có trên phiên bản cao cấp Premium trở lên mới có nha quý anh chị. Logo này thì nó có tích hợp radar bên trong đấy. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là khối động cơ xăng 2.5 lít, công suất phát ra của nó là 188 mã lực, và đi đôi với nó là hộp số tự động 6 cấp, nên cảnh năng xăng số vận hành rất là mạnh mẽ và nó có chế độ sport luôn nha quý anh chị. Đặc biệt là tay lái nó là tay lái trợ lực điện. Xe sẽ có chế độ bảo hành lên đến là 5 năm hoặc 150.000 km. So với trước kia thì chế độ bảo hành đã được nâng lên rất là nhiều nha quý anh chị. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là mâm đúc hộp kim nhé. Đường kính mâm của nó là 19 inch. Cả 4 phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa, và nó sẽ có hệ thống chống bấu cứng phanh ABS giúp cho người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp, đồng thời tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử VD để tăng thêm hiệu quả phanh. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị sẵn là bệ bước chân và khóa sáng gầm đến 200mm, nên là cái khả năng đi địa hình nó cực kỳ tốt nhé. Ngoài ra thì gương chiếu hậu của xe sẽ gập điện chính điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe. Đối với phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương luôn. Đấy, tay nắm cửa thì nó sẽ có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm nhé. Đặc biệt đối với nội thất của chiếc xe Mazda C8 này, như quý anh chị thấy thì nó sẽ có trang bị cho quý anh chị là da cao cấp nắp 3, ngồi rất là êm ái, rất là thoải mái. Đấy, ghế tài ghế phụ đều chính điện, và đặc biệt là xe sẽ trang bị cho quý anh chị là 10 loa. Loa này là loa bo âm thanh nghe rất là chắc, rất là hay luôn nha quý anh chị. So với các đối thủ cùng phân khúc như là Fortuner hay là Ford Everest thì chiếc xe Mazda C8 nó vượt trội hơn tất cả các đối thủ cùng phân khúc, kể cả Fortuner hay là Santa Fe, về kiểu dáng cũng như là kích thước, đặc biệt là những cái tính năng an toàn. Đây là ghế thứ hai của xe, cũng được thiết kế nhìn rất là rộng rãi, rất là thoải mái nhé. Trên tắp bi thì đều được bọc da hết, và xe sẽ được trang bị sẵn cho quý anh chị là rèm che nắng, để cho mình khi mà mình sử dụng mình không cần phải tắng dán che, thì mình có rèm mình kéo lên nhìn rất là ok luôn nha quý anh chị. Đây, đây là cái khoảng không gian khi mà mình nhìn từ hàng ghế đầu tiên, từ ghế thứ hai lên. Phía sau thì trang bị cho quý anh chị là điều tự động, con này 3 vùng độc lập nha. Đấy, và nó sẽ có cửa sổ trời cho mình luôn. Cửa sổ trời này ngồi có cái tính năng là tăng cái khoảng cái không gian cho xe nó thoáng hơn, thì nó cũng như là một cái cửa thoát hiểm vậy nha quý anh chị. Đấy, và bên trong thì nó sẽ có phần bệ tì tay này, thì có cổng sạc nhé, và có chỗ để ly tách nếu mà mình đi 6 người có thể gặp cái bệ tì tay này xuống. Đây, rất là tiện lợi. Riêng đối với chiếc xe Mazda C8 này thì nó sẽ có 3 phiên bản Premium. Đó là phiên bản một cầu, phiên bản hai cầu và phiên bản 6 chỗ nữa. Đấy, cũng là tất cả đều là phiên bản cao cấp hết. Như quý chị xem thì phần đuôi của xe được thiết kế nhìn khá là góc cạnh để tăng thêm cái sự mạnh mẽ và nam tính cho chiếc xe. Ở phía sau trang bị cho quý chị là cái ốp bô đôi, tạo cho xe mình nó căng xứng mà nhìn nó thể thao hơn.
Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 4 cảm biến lùi tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào độ xe rất là an toàn. Nối liền cụm đèn hậu là một thanh mạ chrome để cho chiếc xe mình nó có cảm giác nó liền mạch hơn, và đặc biệt là ở phía sau nó sẽ phía sau phía trước đều có cái phanh thông minh hết nhá. Đấy. Cốp của nó sẽ là cốp điện và nó sẽ có đá cốp cạnh tay nữa. Đấy, và khoảng không gian cốp này rất là rộng nha. Nếu mà mình đi 7 người thì vẫn có một khoảng không gian rất là lớn để mình để đồ. Nhưng mà đối với Fortuner hay là Santa Fe thì khi mà dựng cả ba hàng ghế lên thì rất là khó khăn trong cái việc mà mình đựng những cái vật dụng nha quý anh chị. Đấy là một cái lợi thế khi mà quý anh chị sử dụng chiếc Mazda C8 này. Đấy. Cốp là cốp điện hết nhé. Và đặc biệt là vào cuối dịp cuối năm thì Thaco luôn tung ra những cái chương trình ưu đãi rất là lớn, nên mà quý anh chị muốn biết được chính xác về chương trình ưu đãi như thế nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé, để em sẽ cập nhật và báo giá chính xác cho quý anh chị luôn. Đấy, một chiếc xe với đầy đủ những cái tính năng thiết kế công nghệ hiện đại và vượt trội, đặc biệt là khoảng không gian rộng rãi, thì chiếc Mazda C8 đang được rất là thị trường ưa chuộng. Đấy. Như quý anh chị thấy thì xe chạy trên 20 km/h thì tự động sẽ lóc cửa nha. Ghế tài, ghế phụ nó đều chỉnh điện. Đối với ghế tài thì nó sẽ có nhớ ghế hai vị trí luôn. Cả bốn bánh kính cửa đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Rất là hiện đại nha quý anh chị. Đấy. Vô lăng của xe như quý anh chị thấy thì nó sẽ được bọc da này, tích hợp những nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Đấy. Và khi mà mình ngồi trên cái ghế này với chất liệu là da nắp ba, ngồi rất là êm ái, rất là thoải mái nha quý anh chị. Xe sẽ được trang trí đến từng chi tiết, đặc biệt là những cái chỗ để mình cầm nắm nó vẫn được mạ chrome rất là đẹp đấy, da cao cấp. Xe sẽ có cái đồng hồ nhìn rất là thể thao, đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng nhé, và nó sẽ có tương thích thông minh luôn. Gạt mưa cũng là gạt mưa tự động, và nó sẽ có những tính năng như là cảnh báo lệch làn, giữ làn và giữ khoảng cách với xe phía trước thì xe vẫn có, và smart cruise control thì xe vẫn có ok hết nha quý anh chị. Và đây là cái màn hình Connect, thì màn hình này thì có thể kết nối Apple CarPlay và Android Auto nhé. Kết nối Apple CarPlay không dây đều được hết ạ. Đấy. Và cam 360 độ sẽ được sử dụng trên chiếc xe này. Khởi động start stop bằng một lần nhấn, và khu bố trí khu vực cần số nhìn rất là hiện đại nha. Và nó sẽ có thêm cho quý anh chị là đây chế độ Sport này. Điều hòa thì như em nói, điều hòa tự động thì nó sẽ là 3 vùng độc lập, và đặc biệt là đối với phiên bản cao cấp thì nó sẽ có màn hình HUD cho biết được cái tốc độ xe chạy phía trước này. Rồi phanh tay điện tử auto hold, về đây là cái công tắc để điều chỉnh cái màn hình Connect này. Đó, chỗ để ly tách vẫn rất là đầy đủ, vẫn rất là ok nha quý anh chị. Đối với chiếc xe Mazda C8 thì hiện tại với cái mức giá chỉ từ là 949 triệu đồng thôi, mà sở hữu một con xe đầy đủ những cái tính năng tiện nghi và hiện đại như thế này thì quý anh chị có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay thì like, subscribe coi giúp em nhé. Nếu mà quý anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Còn về hồ sơ trả góp, nếu quý anh chị muốn mua qua ngân hàng thì bên em sẽ bao đậu hồ sơ vay, nên quý anh chị cứ yên tâm, cứ mạnh dạn nhắc máy và alo cho em nhé. Em là Lệ, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda của Joe Bình Triệu. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.